trở lại với kênh tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Trần lên tiếng trước nghi vấn nghỉ chơi với Trần Thành. Trước giờ BB Trần và Hải Triều được biết là những thành viên trong nhóm bạn của Trần Thành, tuy nhiên dạo gần đây không còn thấy hai danh hài xuất hiện chung. Hội bạn thân Trần Thành, Lê Giang, Trịnh Thăng Bình, BB Trần có mối quan hệ khá thân thiết, thường xuyên đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống cùng nhau. Thế nhưng dạo gần đây, hội bạn đình đám vi biết bỗng thiếu vắng bóng dáng hai nhân vật pha trò, đó là BB Trần và Hải Triều. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc, một số người cho rằng hai bên có xích mích hoặc mâu thuẫn gì đó. Trước những ý kiến trái chiều, mới đây BB Trần chính thức đáp trả. Khi được hỏi sao em không thấy anh và anh Hải Triều đi chơi chung với anh xin nữa vậy anh, BB Trần nói, tại anh và anh Hải Triều phải giảm cân, mà đi với anh xin thì không bao giờ giảm được, nên tốt nhất giảm đi với ảnh. Câu trả lời của BB Trần nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý trước nghi vấn dặn nứt tình bạn với Trần Thành. BB Trần là trưởng nhóm BB MBG, từng một thời làm mưa làm gió trên YouTube với hàng loạt clip anh không đòi quà, cô bé bán diêm, tình yêu từ học trò, tiên hám chuối. Tuy nhiên sau đó anh dần tách ra để hoạt động riêng, đạt được những thành công nhất định. Tháng 6 năm 2017, BB Trần tuyên bố rời nhóm để hoạt động độc lập. Sau đó, các thành viên khác của BB, NBG cũng thông báo nhóm chính thức ngừng hoạt động. Anh tham gia các bài diễn phụ ở nhiều chương trình thực tế, ơn rời cậu đây rồi, với phong cách hài hước tự nhiên, anh được khán giả mến mộ. Hiện nay, với các MV của BB Trần bao giờ lấy chồng, nơi này có anh, gửi người yêu cũ, anh cứ đi đi, ghen, buổi yêu, parody, đang có lượt view khủng. Đầu năm 2019, BB Trần chính thức có tên trong danh sách những người chơi chạy đi trời chi, Running Man phiên bản Việt, chinh phục khán giả bằng khiếu hài hước hay pha trò. Bên cạnh MV hài hước, BB Trần có đến gần hơn với khán giả nhờ khả năng giả gái mà đến các cô gái xinh đẹp cũng trầm trồ. Có thể nói rằng BB Trần luôn dẫn dắt mọi người từ bất ngờ này tới bất ngờ khác cùng với việc tạo hình vô cùng đa dạng của mình. BB Trần và người yêu là Quang Lâm có mối quan hệ được 6 năm. Nam diễn viên cho hay đối phương thông cảm với nghề nghiệp của anh. Chuyện tình cũng được hai bên gia đình ủng hộ. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.